quyết tâm chạy hết mình tại my second home. Còn nếu ta đoàn kết vượt qua mọi gian truân, mặc định cho khách hàng những dự án tốt nhất, hiện thực hóa giàu sang có SH luôn chất. Thành công ngày đổi bằng những giọt mồ hôi, đỉnh cao đã tới sau khó nhọc đầy vơi. My second home vinh quang vẫn đang đợi, chưa đạt mục tiêu ta quyết không nghỉ ngơi. Là công cụ tứ này, tứ bao công sức này, đi sớm về muộn này, bí mật của nghề này. Họ bảo phải mất dây, thôi xin bạn đừng gãy. Có SH dày thật, nhưng mà là dày phí. My second home, an tâm đầu tư, mang theo tiền tươi một vốn bốn lời. Trông gai ngại chi, gian nan ngại chi, ta sẽ vượt qua đặt kết sự mạnh. Dù ăn về ta chốt, cứ chỉ bao người căng, từ khi nào ký kết, tôi cũng là thắng. Dự án kết đã chốt, một căn rồi hai căn. Anh em có SH, cả trường đã tất thắng. Dự án kết đã chốt, tôi còn đáp ứng luôn. Anh em ta đồng kết, có SH đi lên. Dự án kết đã chốt, một căn rồi hai căn. Anh em có SH, có kết đã tất thắng. Có kết đã tất thắng, có SH tất thắng, yeah. Vì hợp đồng này mà ta thức trắng bao lâu, làm đủ mọi cách vì một cái gật đầu. Anh em đi lên ta cũng không lùi bước, mai xanh cần hôn thẳng tiến lên phía trước. MSH quyết chiến tiến lên, anh em ta quyết chí chốt deal. Uy tín và trách nhiệm quyết tâm, đam mê luôn rực cháy. Đi thôi dẫu cho mưa nắng hay phong ba, ta sẽ đem về hợp đồng bằng mọi giá. Nhiệt huyết luôn rực cháy ở trong ta, vì ngôi nhà chung MSH vươn tới tương lai vinh quang đang chờ. My second home, anh em cùng đi, luôn vai kề vai ngày chi bao giờ. Trông gai nào cơ, gian nan nào cơ, ta sẽ vượt qua đoàn kết sương mạnh. Dự án Việt Nam chốt, vẫn chỉ bao người căng. Từ khi nào ký kết, đầu cũng là thắng. Dự án Việt Nam chốt, đúng căn rồi hai căn. Xin cảm ơn đoàn SEPHERIA với phần trình diễn vô cùng hấp dẫn và ý nghĩa vừa rồi.